Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là khung cảnh phía trước nhà thờ giáo xứ Bình An các bạn. Những cây cao kiến được trang trí đèn rất là đẹp các bạn. Thân cây được quấn đèn led màu xanh. Rồi bông và trái thì người ta quấn đèn led màu tím nha các bạn. Còn lá thì người ta quấn đèn led màu trắng các bạn. Nếu nhà các bạn nào mà có cây cao kiến này thì nên áp dụng cách này để trang trí nhà mình nha các bạn. Mình thấy khá là đẹp các bạn. Còn đây là khung cảnh xung quanh đường nữa các bạn. Các cái cây thông Noel được trang trí đèn led màu xanh rất là đẹp nha các bạn. Trang trí cắm suốt tuyến đường luôn nha. Nhìn từ xa giống như là một hàng thông vậy các bạn. Nhìn rất là đẹp. Những cây thông này thì người ta hàng khung sẵn rồi. Ta hàng khung theo hình dáng của cây thông đó. Rồi người ta quấn đèn led màu xanh lên các bạn. Thấy tuy đơn giản mà nhìn thấy rất là đẹp nha các bạn. Wow, có chỗ này đẹp quá trời đẹp luôn nữa các bạn. Thế em quay vô các bạn coi nha. Đó các bạn thấy không? Nhìn vô thấy đèn đẹp quá các bạn. Đủ màu sắc hết nha các bạn. Nhìn giống như là một cái đường hầm màu, đường hầm đèn đó nha các bạn. Rồi để mình chạy vô mình quay cho các bạn coi thử đẹp sao nha. Nhìn đã các bạn, đủ màu hết các bạn ơi. Như là đang đi trong một cái đường hầm đèn đó nha các bạn. Đẹp quá xá đẹp luôn. Đây là cái hàng đá này các bạn. Hàng đá toàn là đèn nhấp nhá không, nhìn giống như là những ngôi sao đang nhấp nhá các bạn thấy không. Đây cũng là một cách trang trí nha các bạn. Các bạn mà có theo đạo thì có thể áp dụng để làm cho nhà mình nha. Đây là một cái nhà nguyện các bạn. Kia cũng có mấy em vô cho mình cả. Cái này người ta dăng 5 cọng dây các bạn. 5 cọng dây rồi 5 cọng dây cọng dây ở giữa là cao nhất. Rồi tới 2 cọng dây hai bên là cao vừa vừa. Còn 2 cọng dây ở ngoài rìa là thấp nhất nha các bạn. Rồi người ta gắt đèn led lên các bạn. Đèn led lên rồi phần đèn led còn dư người ta cho nó xả xuống dưới hai bên nha các bạn. Nhìn giống như là một cái đường hầm luôn các bạn. Rất là đẹp các bạn. Các bạn mà ở trong xóm nào mà có đường bê tông nhỏ mình có thể áp dụng làm như vậy nha, theo cách này nha các bạn. Mình thấy khá là đẹp á. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi chỗ khác nha. Coi thử còn cái nào đẹp nữa. Quay vô các bạn coi nha. Đây là những cách mà ở mình trang trí Noel nha các bạn. Các bạn mà thấy cái nào mà đẹp mà hợp với gia đình dân, với khung cảnh của các bạn á thì các bạn có thể áp dụng nha các bạn, áp dụng làm theo nha. Mình thấy lâu lâu được một mùa Giáng sinh cho nên quay thử để các bạn coi thử cái nào đẹp thì các bạn áp dụng cho các bạn làm. Đây một cái đường nữa các bạn, đường bê tông nha các bạn. Cũng trang trí đèn led ở trên tương tự như bên kia nhưng mà bên này nó chỉ có dăng 3 cọng dây ở giữa thôi nha các bạn. 3 cọng độ cao bằng nhau luôn. Rồi người ta cũng bắt đèn led ở trên đó. Mà cái này nó lại đèn led nó kéo không có căng các bạn, để thòng hai bên xuống. Thòng hai bên giống như cái võng vậy các bạn. Cái này thì cũng khá đẹp nha các bạn. Mà chắc cũng không bằng cái hồi nãy đâu, cái này đẹp. Rồi, chắc mình quay ra đây các bạn, hết đường rồi. Đèn
đây hơi thưa thôi, với lại nó không có xả xuống hai bên giống như bên kia này, như cái vắt ở trên dây thôi mà mình cũng tạm được thôi. Các bạn nào có điều kiện thì cũng có thể làm kiểu này đấy các bạn. Thế trong xóm á, hùng tiền lại rồi mua dây led về làm giống vậy các bạn. Rồi giờ mình tiếp tục đi chỗ khác nha các bạn, để coi cái chỗ này mình tiếp tục review cho các bạn coi nha. Ở đây một đường nữa đây các bạn. Rồi, cái này thì không được đẹp lắm, cái này thì nó cũng tương tự như cái vừa rồi, nó cũng giăng ba sợi dây lên giữa đường vậy các bạn. Nhưng mà cái này thì sợi dây giữa nó cao hơn, còn hai sợi hai bên nữa lại thấp lại. Mà đèn đây thì bố trí quá thưa các bạn, đèn đây bố trí thưa quá, đây mà bố trí dày xíu nữa thì được. Thôi chắc mình đi ra đây, giờ mình đi chỗ khác thứ của chỗ nào đẹp nữa mình quay tiếp vô các bạn coi nha. Còn đây là giáo xứ Thanh Xuân nha các bạn. Hiện tại thì tại giáo xứ đang diễn văn nghệ các bạn. Và nhìn cái thông ở bên tháp chuông rất đẹp các bạn. Rồi, chắc mình cũng sẽ khép clip ở đây nha các bạn. Chúc các bạn Giáng sinh an lành nha. Tạm biệt các bạn nha.